Helen xin mến chào các bạn nha. Hôm nay Helen sẽ chia sẻ về những căn hộ gọi bằng luxury apartment, chung cư, gia cư, chắc tiếng Việt gọi là như vậy á, cho mướn như thế nào. Các bạn cùng Helen đây đi. Bây giờ Helen đang đi coi những cái căn nhà mới mới xây. How do you call this place? It's apartment or luxury apartment? Bạn của mình mới dọn nhà đó, mới mướn á, để dọn nhà coi nè. Bạn Helen mới vừa lấy chìa khóa luôn. Bây giờ các bạn cùng Helen vào trong khám phá căn hộ như thế nào. Vừa bước vào thấy có chai rượu cho nè các bạn. Người ta để welcome mình vào đó, là người ta muốn chào đón mình mới dọn vào đó. Bây giờ chưa có dọn đồ vô. Bây giờ Helen chỉ quay cái căn hộ như thế nào cho các bạn xem. Đây là cái căn hộ bạn của Helen mới lấy chìa khóa đó, nhà mướn nè. Có luôn cái bếp microwave, tủ đựng đồ đầy đủ luôn. Ngạc nhiên nhất nha các bạn là các bạn nhìn xem kỹ nè, cái tủ lạnh mới tôn luôn. Họ bỏ vào cho mình không cần phải dọn lên dọn xuống cho mệt. Mình chỉ cần dọn đồ của mình vào là đủ rồi. Có bếp, microwave, tủ lạnh và nhiều thứ lắm. Vân vân luôn, chỉ trừ cái giường các bạn phải đem theo để dọn vào đây. Và quần áo nha. Và các bạn nhìn nè, có luôn một cái máy rửa chén. Các bạn không cần phải rửa chén bằng tay, bạn có thể bỏ đồ vô trong đây rửa. Và đây là cái tủ để các bạn đựng những nước mắm, đường, muối, bột ngọt đại khái. Tiện nghi lắm, nhiều tủ lắm. Đã, mới tôn, còn đã hơn nhà của Helen đang ở nữa. Nhưng mà có điều là Helen không có cần mướn nhà. Cái này chỉ cho những người cần mướn nhà thì rất là đặc biệt và thú vị. Giờ xem tiếp tục. Xem đó, đây nè. Có luôn central air là máy lạnh tự động và máy hít tự động luôn. Đã không? Rồi, nhìn bên tay phải nè các bạn chú ý nè. Đó, có nhiều bạn rất là khó khăn phải đem đồ ra ngoài nhà máy giặt máy sấy khi ở trong chung cư như vậy. Những chung cư mới giờ họ xây là có luôn máy giặt máy sấy luôn các bạn. Trong nhà của mình ở y như là một cái nhà vậy đó. Không có gì phải quan tâm luôn, không có gì phải lo. Rất là tiện nghi. Giờ mình chuẩn bị đi qua bên phòng bên kia để chia sẻ cho các bạn xem cái phòng nó có những cái gì trong đó nha. Đây là phòng khách, bếp. Rồi giờ mình đi vào phòng nhé. Đây là một trong những cái phòng ngủ. Bạn có thể nhìn thấy ra đường. Chút nữa Helen sẽ đi ra quay ngoài đó cho các bạn xem. Cái này ở thành phố Ontario. Mở đèn lên. Rồi có cái tủ. Wow. Closet. Wow. Not bad. Tủ đựng quần áo nè, bự không? Rồi xong rồi thì có luôn chỗ đánh răng đây, và đây là bồn tắm và bồn. Wow, pretty cool. Yeah. Thì đây á thì Helen thấy nó hơi chút bất tiện, là Helen nghĩ nó hơi bất tiện nhưng cũng không đến nỗi đâu. Tại vì á nó gần freeway nhưng mà sợ nó ồn, nhưng mà xa lắm không có nghe. Can you hear the freeway or no? Mở cửa ra thì cũng nghe xe chạy ra các bạn. Cái view thì có thể nhìn ra thấy được freeway nè. Cái phòng thì nó có luôn cái chỗ để mình. You can sit here huh? For your coffee. Yeah, sit yeah. Here just. So we're gonna stay in the second room. My cousin. Oh, he gonna come? Yeah. Đây, nhìn xuống thì gần sân bay West Airport. Over there, right? Just go right there. Yeah, thằng kia là sân bay đó các bạn. But it's not too loud, huh? It's not bad. Not bad. When you're inside, it's not. Okay. Yeah. Ở trong nhà thì mình không có nghe được gì luôn á. Không có nghe ồn, không nghe gì hết á. Nhưng mà ở ngoài thì nghe nó đi ra ngoài thì nó nghe tiếng xe chạy nhẹ, cũng không đến nổi. And đây là cái phòng đi ra ngoài nè, phòng khách nè. Wow, it's really nice. Cái chỗ để mình barbecue. You can barbecue right there. Mm. Yeah. Yeah. A small group. Và các bạn cùng Helen đi qua phòng thứ nhì nè. Và các bạn nghe Helen tâm sự chút xíu nè. Để giờ Helen hỏi bạn Helen á. Thì đây là căn hai phòng ngủ, hai phòng tắm đầy đủ nha. Phòng nào cũng có cái bồn tắm ở trong. Rất là rộng và thoáng. Tuy là các bạn ai cũng nói ở khu ở Cali kiếm nhà rất là khó. Nhưng mà nếu các bạn chịu khó xa khỏi khu người Việt mình, đây là ngay chỗ sân bay quốc tế luôn, các bạn có thể bay về Việt Nam được.
Thành phố này có tên là Ontario. Hai một căn hai căn à, hai phòng như vậy chỉ có 1950 thôi một tháng và đầy đủ tiện nghi luôn. Cái này chỉ là cái căn hộ thôi nha, các bạn xem hết video để biết trong cái khu này các bạn được hưởng lợi nhiều thứ lắm, chứ không phải là chỉ ở trong cái unit không, rất là an toàn luôn. Những cái căn mà gọi bằng luxury apartment, gọi bằng những khu căn hộ gia cư, gọi bằng sang á, có cổng an toàn và nhiều phục vụ khác bây giờ ở Cali rất là nhiều. Helen chỉ biết là ở dưới khu người Việt rất là đắt tiền, nhưng mà xa xa ra thì giá cả phải chăng lắm. Bây giờ mình đi xuống dưới nha mấy bạn, xem thử ở dưới có những cái gì nè, tại sao mình phải mướn ở đây. Và các bạn thấy nè, tiện nghi lắm, có cái thang máy ngay chỗ những cái căn của mình luôn, y như mình ở khách sạn 5 sao vậy đó. Lên xuống thang máy mình phải còn có cái thẻ gọi bằng chìa khóa nhà đó, nó dùng những cái tự động đó để cho an toàn bảo vệ căn hộ của mình. Và sau đó thì các bạn có thể bước xuống cái thang máy thì đi thẳng ra ngồi chỗ đậu xe, tiện nghi lắm, không có lạnh. Bên Mỹ thì lạnh cũng nhiều, nóng thì nóng cũng nhiều, cho nên các bạn đậu xe trong này đi ra đi vô nhà mình cũng tiện nghi. Và mỗi người mướn căn này thì được hai chỗ đậu xe nha các bạn. Nhà mình lại gần chỗ đậu xe, mình xem kỹ chút xíu thôi nè. Và bây giờ các bạn cùng Helen xem thử mình trả 1950 đồng mỗi tháng mình được dùng những dịch vụ như thế nào ở đây ra sao nha. Và đây là ngay chỗ hồ bơi nè các bạn. Khu này họ có luôn hồ bơi công cộng, giống như là một cái khách sạn gì rất là đẹp, nhìn đẹp lắm. Và nhà mới xây hết nha, khu này mới thành lập, xây vào năm 2018 nhưng mà bây giờ họ mới chính thức mở cửa và cho những người mướn vào. Rồi sơ bộ Helen chỉ quay cái hồ bơi cho các bạn xem, và bây giờ mình chuẩn bị đi qua chỗ khác nha. Đây là cái chỗ vừa mướn bước vào. Helen đang đi vào trong cái chỗ nghỉ ngơi chỗ chơi á, bạn xem nha. Những cái khu mà sang gọi bằng luxury apartment, nghĩa là khu gia cư mà gọi bằng mới bây giờ đó các bạn, thì họ có làm một cái sân nhỏ để các bạn có thể nướng thịt nè, uống rượu cocktail cuối tuần hay là ngày thường bất cứ lúc nào, hoặc là ngồi uống cà phê. Đây là giống như cái vườn của các bạn vậy đó, nhưng mà mình xài chung công cộng. Và ngay chỗ này đa số là những cái phòng tập thể dục, vì bây giờ đang mùa Covid cho nên họ đóng cửa những cái dịch vụ đó để mà tránh cái rủi ro về lây nhiễm. Rất là sạch sẽ và mới, an toàn. Bây giờ Helen đi qua cái chỗ mà sân giải trí nè, các bàn ping pong nè các bạn, thấy chưa, đã không? Nhưng mà vì mùa này Covid cho nên không có mở cửa. Và đây là thêm một cái hồ bơi bên hướng khác nữa, cho nên các bạn không bao giờ sợ thiếu hồ bơi nha. Khu này có 4-5 hồ bơi luôn. Và có cái chỗ để mình tập thể dục thể thao miễn phí nè, mình không cần phải đi mở membership ở ngoài, và các bạn cũng có thể thể dục thể thao trong này. Đó, đẹp không các bạn? Ai cần lên đô giữ gìn sức khỏe, khu này hay là thấy mướn cũng rất lý tưởng. Ở trên lầu cũng có thêm một chỗ nữa nè, nó rộng lớn lắm chứ không có nhỏ như mình nghĩ đâu. Thì các bạn cũng đã xem sơ qua hồi nãy giờ thì cái nhà thì cũng mới xây và có đầy đủ tiện nghi luôn. Hồ bơi nhiều chỗ chứ không phải một chỗ đâu các bạn. Đây thêm một cái hồ bơi nữa nè, đó các bạn thấy không? Và những cái hồ bơi này rất là sang, y như mình đang ở khách sạn gì đó. Các bạn không sợ thiếu gì hết, chỉ sợ thiếu tiền để trả tiền nhà thôi. Và đây thêm một cái hồ bơi nữa nè các bạn. Cái hồ bơi này rộng lớn hơn bên kia chút xíu. Các bạn thấy nó có mấy cái chỗ màu vàng 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 không? Mấy cái đó nó gọi bằng cabana, có nghĩa là những cái chỗ mà mình, cái phòng ngay chỗ hồ bơi giống như để mình ngồi mình mình thay đồ, uống cocktail, khỏi bị nắng, nói chung vân vân, giống như cái phòng vậy đó. Bây giờ các bạn cùng Helen quay lại ra hướng ngồi nha. Hôm nay Helen muốn chia sẻ cái lò ga, lò nướng barbecue. Đây họ có cái chỗ gắn ga vô, rồi các bạn chỉ bỏ thịt vào và các bạn sẽ có được một cái buổi barbecue hoặc là một cái tiệc ngay đây. Và tối lạnh thì có luôn cái lò sưởi, các bạn có thể ngồi ngay chỗ lò sưởi ấm. Rồi, bây giờ mình lại đi qua một nơi này nữa.
Rất là thú vị, các bạn không ngờ và chắc cũng ít ai nghĩ đến. Đâu các bạn, nơi kế tiếp là nơi đâu? Và tại sao Helen lại phải bỏ cái này vô trong video đây? Nói chung các bạn đến rồi các bạn sẽ biết nha. Ngạc nhiên chút xíu. Chạy ngang qua khu đó thì có cái công viên của mấy em nhỏ nè, các bạn thấy không? Helen lười đi vào quá, quay sơ qua thôi. Đây, Helen thích nhất là cái này nè. Ở Mỹ á, các bạn đi mướn nhà á, mướn những cái căn hộ họ không có cho nuôi thú vật, có nhiều chỗ không có cho nuôi thú cưng. Đây, chỗ này được luôn nuôi thú cưng luôn nha. Đặc biệt nha, khu này mới xây và họ có luôn cái công viên cho những thú cưng, thú yêu. Các bạn thấy tiện nghi không? Những cái thú vật của mình có thể chạy chơi nhảy vui vẻ. Người Mỹ họ rất là quý những cái con gọi bằng pet của họ, những cái con thú cưng của họ. Cho nên á, những cái nơi mướn cho mướn như vậy đó thì sẽ có thêm nhiều người vào. Nhà hàng, những quán ăn đầu đường rất là nhiều và cũng rất tiện nghi. Cảm ơn các bạn đã xem cái video mướn nhà ở Mỹ như thế nào và ra sao. Mong các bạn tiếp tục theo dõi những video khác kênh của Helen nhé. Bye bye.